Phim ca nhạc là một thể loại phim trong đó các bài hát do các nhân vật thể hiện xen kẽ với lời kể, đôi khi kèm theo các bài hát khiêu vũ. Các bài hát thường đóng vai trò phát triển cốt truyện và nhân vật trong phim, hoặc đôi khi chỉ là những đoạn ngắt quãng ngắn trong kịch bản. Ngày hôm nay, Gien Cine sẽ cùng bạn khám phá về phim ca nhạc. My Fair Lady, bộ phim ca nhạc chuyển thể từ vở kịch Pygmalion của George Bernard Shaw, là một trong những bộ phim âm nhạc hay nhất mọi thời đại. Sự nhẹ nhàng và tinh tế trong việc đề cập đến nhiều góc khuất của cuộc sống đã biến My Fair Lady không chỉ đơn thuần là một tác phẩm giải trí mà còn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. My Fair Lady đã giành được tới 8 giải Oscar. Sau thời kỳ vàng son của thập niên 60, thể loại phim ca nhạc tưởng như đã chìm vào quên lãng trong suốt một thời gian dài, thì tới năm 2001, thể loại này đã được hồi sinh với bộ phim Morning Rouge. Bộ phim giống như một bữa tiệc âm nhạc đa màu sắc với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Hình ảnh được trau chuốt lộng lẫy của bộ phim đem lại cảm giác sống động cho khán giả, như thể đang được chiêm ngưỡng một vở nhạc kịch cổ điển ngay trước mắt. Chicago đã làm nên lịch sử khi trở thành phim ca nhạc đầu tiên giành giải Oscar phim hay nhất kể từ Oliver năm 1968. Khác với Moulin Rouge, Chicago sử dụng ca khúc không chỉ nhằm mục đích nâng cảm xúc của nhân vật mà còn để khắc họa tính cách, bộ mặt của nhân vật. Chính vì vậy, những bài hát là phần quyết định thành công của bộ phim. Hairspray là bộ phim ca nhạc tuyệt vời với các khung hình đẹp, những màn trình diễn vui mắt và tự nhiên ở tất cả mọi nơi, trong nhà, ngoài phố, trên một nền nhạc hay, sống động. Phim đưa khán giả vào những phút giây thư giãn vô cùng thoải mái. Hairspray là phiên bản điện ảnh thành công của vở nhạc kịch nổi tiếng cùng tên trên sân khấu Broadway. Tuy nhiên, để phim ca nhạc đến gần hơn với giới trẻ, thì công lao hàng đầu là của Disney. Hãng phim đã khiến giới trẻ phát cuồng qua hàng loạt bộ phim vui nhộn tưng bừng, kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và tình huống hài hước như High School Musical, Hannah Montana, Camp Rock. Nối tiếp sau thành công đó, hàng loạt phim ca nhạc khác vẫn theo công thức vũ đạo điêu luyện, âm nhạc cực đỉnh, tiếp tục giành trọn trái tim của giới trẻ như Step Up, Mamma Mia. Chuyển thể từ phiên bản nhạc kịch từ tác phẩm nổi tiếng của Victor Hugo, Les Miserables, Những Người Khốn Khổ là một kiệt tác xuất sắc mang cả không khí của nhạc kịch Broadway lên màn ảnh rộng. Mọi lời thoại của các nhân vật đều được nhạc kịch hóa, giữ nguyên vị trí trong trái tim của khán giả. Được ví như khúc tình ca cho những kẻ khờ mộng mơ, bộ phim ca nhạc La La Land đã trở thành cơn sốt trên toàn cầu vào dịp cuối năm 2016. Đạo diễn trẻ Damien Chazelle đã dựng nên một sân khấu Broadway ngoài trời ở thành phố Los Angeles. Bộ phim cũng mở ra một kỷ nguyên mới cho các phim tình cảm lãng mạn có yếu tố âm nhạc. Tại thị trường Việt Nam, số lượng phim khai thác chủ đề âm nhạc không nhiều. Có thể kể đến Em Là Bà Nội Của Anh, khi các ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được xử lý tinh tế trong nhiều cảnh phim, mang lại sự hòa trộn về cảm xúc lắng đọng mà vẫn trẻ trung tươi mới, hay Những Nụ Hôn Rực Rỡ với cách xử lý âm nhạc tỉ mỉ đã mang đến những phân đoạn đẹp mắt, âm nhạc vui tươi, sống động. Và đó là tất cả của tuần này. Xin chào và hẹn gặp lại!